Bẩm chủ tướng, có phó tướng Lý An Bình về đến. Bẩm chủ tướng, phó tướng Lý An Bình về phục lệnh chủ tướng. Sao chuyến chặn đường cướp lương thực của địch lần này ra sao? Thưa chủ tướng, bọn giặc đã thay đổi kế hoạch. Đoàn xe qua nơi quân ta phục kích, không có một chiếc xe nào chở lương thực cả. Thế là phó tướng đi tay không cũng về tay không à? Thưa chủ tướng, phục kích hai ngày không kết quả, nhưng Mạc tướng có bắt được về cho chủ tướng hai bông hoa tuyệt đẹp. Phó tướng đã phạm vào luật lệ cấm của Hoàng Liệu Sơn. Phó tướng quên rằng tôn chỉ của Hoàng Liệu Sơn là không chứa chấp người khác phái. Thả hai cô gái ấy ra. Thưa chủ tướng, hai cô gái này là hai tiểu thơ thuộc loại cành vàng lá ngọc, con của phường Ổ Lại tham quan, thoát nước sâu dân thì có gì đâu mà dương mắt tội tình, giữ làm con tin rồi gửi thơ cấp báo cho gia đình, đem tiền chuộc mạng ra ngay, nếu không thì hậu quả sẽ chẳng hay. Xưa nay thủ lĩnh đi Hoàng Liên Sơn chưa từng dùng thủ đoạn, hôm nay bắt người chuộc mạng sao quá đi hèn. Thì tiền bạc này bọn nó cũng dơ dép của dân. Hai nàng con gái này quê quán ở đâu? Thưa chủ tướng, nhà của họ ở tận Tây Đô, trên đường về thăm quê mẹ. Thôi được, hãy đưa một trong hai cô gái cho ta xem. Tuân lệnh. Buông ta ra, buông ta ra. Nàng kia hãy quay mặt lên xem. Đẹp, đúng là không phải gái dùng này. Ta không thấy hãnh diện gì với lời khen một tên tướng cướp. Nàng kiêu hãnh lắm. Kiêu hãnh là bản tính tất nhiên của những cô gái đẹp. Bắt được ta rồi, hãy cho ta biết số phận của ta đi. Số phận của nàng? Đã từ lâu rồi đôi mắt ta không thích nhìn cái đẹp, bởi bao tang thương chết chóc đang phủ quanh mình. Lần này chợt nhìn thấy một giai nhân, tim ta cũng rung lên. Vậy mà bấy lâu nay ta tưởng nó đã chai lì trước nhan sắc. Ta sẽ dành cho nàng ngôi vị tột đỉnh của Hoàng Liên Sơn. Không, không bao giờ. Ta thà chết chứ không bao giờ làm vợ của tên chúa cướp. Không bằng lòng làm vợ của tên chúa cướp. Chẳng lẽ nàng bằng lòng làm vợ cho đám lâu la của ta? Quân đâu? Cho phép chúng bay tội hưởng. Khoan dừng lại. Lùi tất cả, hỡi tao. Kìa, tại sao nàng lại có miếng ngọc này? Ta sẽ cắn lưỡi nếu ngươi chạm vào ta. Không, không, ta sẽ không chạm vào người của nàng đâu. Hãy nói cho ta nghe tại sao nàng có miếng ngọc đó. Hả? Mi lại định cướp của ta cả miếng ngọc mẹ. Không, không, ta sẽ bảo vệ nó đến hơi thở cuối cùng. Hãy giết ta đi. Hãy mang chiếc áo đến cho nàng. Nàng kia hãy nói đi, tại sao nàng lại có miếng ngọc này? Đây là vật gia bảo của dòng họ nhà ta. Nàng nói láo, đừng tưởng qua mắt được ta. Miếng ngọc kia không thể nào là vật gia bảo của dòng họ nàng được. Đối với một tên tướng cướp, ta trả lời ngươi bấy nhiêu đó cũng đủ rồi, tìm hiểu làm gì thêm nữa chứ. Vậy tên của nàng là gì? Lan Hương. Hả? Bạch. Bạch Lan Hương, miếng ngọc kia không phải của nàng. Tại sao ngươi biết? Nó là vật gia bảo của dòng họ Hà ở Sơn Tây. Hả? Sao ngươi lại biết được điều đó? Nàng cũng nên biết đến bấy nhiêu là đủ rồi, đừng hỏi gì thêm nữa. Ông ơi, tôi gian ông. Ông hãy nói đi. Làm ơn nói cho tôi biết làm sao ông lại biết miếng ngọc trên cổ của tôi là của họ Hà. Ông có quan hệ gì chứ? Ông nói đi, nói đi. Ta không có quan hệ gì đâu. Ta còn biết miếng ngọc đó tên là Định Mai, còn miếng ngọc nữa gọi là... Nếu ông đã biết thì tôi không cần phải giấu chi nữa. Đây là miếng ngọc Định Mai, còn một miếng ngọc nữa nếu kết lại sẽ trở thành đôi ngọc Trúc và Đinh Mai. Là gặp mặt chồng của tôi. Nếu chồng nàng là kẻ ác tâm hay đôi rách nghèo, nàng khi gặp mặt rồi nàng có còn chung tình hay chăng? Dầu cho diện mạo của chồng tôi
lòng giữ vẹn lời đính hôn. Nếu hắn làm ăn cướp như ta thì nàng nghĩ như thế nào? Không, không bao giờ. Chồng hứa hôn tôi là quận hảo câu. Nếu duyên phần tôi sâu sâu thì sẽ liều một tháng cho xong, để khỏi ô danh hai họ hà bạch với nhau. Câu chuyện là như thế đó. Bây giờ ta cho nàng hai điều kiện lựa chọn. Một là làm vợ của ta, hai là về với chồng. Mà hắn cũng là một tên ăn cướp thì nàng nghĩ sao? Làm gì có việc đó chứ. Nhưng ta hiểu, nếu Hà Thanh Huy chồng của ta cũng là tướng cướp thì ta sẽ trở lại đây hiến thân cho người với tất cả lòng hổ thẹn. Ta chúc nàng sớm tìm ra chồng. Còn đây là tấm thẻ lệnh sẽ giúp nàng vượt qua vùng đất cấm. Dạ, xin cảm đội ơn người. Cùng đi với tôi còn có đứa em chồng cũng bị bắt về đây. Xin người... Được, ta sẽ thả ra ngay. Bây giờ nàng hãy xuống chân núi mà chờ, ta cho quân đưa cả hai ra khỏi vùng đất cấm. Một lần nữa, Bạch Lan Hương, tôi xin cảm tạ tâm hồn của một tên chứa cướp. Vĩnh biệt người. Sao lại là vĩnh biệt? Chỉ tạm biệt thôi. Quân, đưa cô gái còn lại ra đây mau. Buông tôi ra, buông tôi ra. Phó tướng dừng lại và rời khỏi nơi đây. Sao? Chủ tướng định dành riêng cho mình cả hai cô gái à? Kìa, anh hai. Trời, anh là ăn cướp sao? Chẳng những ăn cướp mà còn là ăn cướp chúa nữa. Trời ơi, rời khỏi nơi đây. Tôi chỉ rời khỏi nơi đây khi nào chủ tướng chia cho tôi bớt một trong hai cô gái này. Không có cô nào cả, mà chỉ có thanh gươm của ta, nếu như người muốn nó. Bất công! Như vậy là bất công. Xưa nay chủ tướng bao giờ cũng xử tốt với đàn em, tại sao lần này công cán của tôi chủ tướng lại? Ta đã bảo ta và ngươi không một ai được chạm vào hai cô gái đó, ngươi nghe rõ chưa? Ngươi muốn gì nữa? Ta đã nói rõ ý muốn của ta, ông có nghe chưa? Ta phản đối sự cướp đoạt công lao, mà lý ra ta sẽ được hưởng. Ta là phó tướng của Hoàng Liên Sơn thì phải được một trong hai. Ta cho ngươi biết đây là lệnh, và sau đó là lưỡi gươm ta. Nếu như ngươi quyết lòng cãi lại thì giữa hai ta sẽ có một người chết. Hãy tuốt kiếm ra nếu ngươi không rời khỏi nơi này. Ta muốn biết gì đâu mà nghe vũ tướng lại chẳng công bằng khi đối xử với thuộc hạ của mình. Nếu chẳng công bằng thì ta phải dùng gươm đao. Hãy tuốt gươm ra đi, thằng khốn nạn Lý An Bình. Ta không muốn tốn với ngươi nhiều lời. Ngươi đã cãi lệnh truyền thì hãy đỡ lưỡi kiếm của ta. Nếu muốn như vậy thì không còn chủ tớ gì nữa cả. Đỡ! Lẽ ra ta sẽ cho ngươi một vết thương để ghi nhớ, nhưng hôm nay thì ta tha cho nó đi đi. Bạc Đồ Dương, rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại. Anh hai, anh dối mẹ và em là anh đi buôn bán ở xa. Nào hay đâu, anh làm ăn cướp. Trời ơi, nếu mẹ hay được tên này thì... Mẹ của ta đã như thế nào rồi em? Hả? Từ đổ anh đi, mẹ thương, mẹ nhớ. Mẹ bảo em tìm anh về với mẫu thân. Anh ơi, tuyết đã mấy lần rơi trắng ngọ, mẹ già tóc cũng trắng như mông. Ngày đó anh đi anh còn nhớ, mẹ già đẫm lệ mắt chờ mong. Anh hẹn đông sau anh trở lại. Ngày ấy anh đi lên đường lập chi, mẹ già em đã tiễn anh qua mấy nẻo đường quê. Anh
nhận theo ông. Giọt lệ mẹ hiền lăng trên đôi mắt nhăn nhẻo. Cuộc tao ngộ hôm nay làm cho lỡ làng duyên nợ. Với mẹ hiền anh cũng nghĩ không trọn đạo làm con. Anh hai về với em, với mẹ đi anh. Anh đừng để mẹ già chờ mong ơn nữa. Mẹ đã già, đã yếu lắm rồi. Về nghe anh hai. Anh sẽ về, nhưng đây, em hãy cầm lấy thẻ lệnh rời khỏi nơi đây. Làng Hương đang chờ em dưới chân núi. Nhớ đừng cho nàng và mẹ biết gì về anh nhé em. Hương đâu? Hộ tống hai cô gái này ra khỏi vùng đất cấm. Xin tuân lệnh chủ tướng. Thôi, em hãy đi đi. Anh thu xếp rồi anh sẽ về thăm mẹ. Nhớ nghe anh hai. Mẹ và em sẽ đợi anh lắm đó. Anh sẽ về. Người đã về đâu phải không? Tôi không phải. Hoàng hôn dần phủ, từng chiếc lá rơi như muốn chia sẻ nỗi niềm thương nhớ của một người mẹ cô đơn đang cận kề cái chết mà vẫn đợi đứa con thơ. Ở nơi phương trời nào xa thăm có hay đâu, giờ đây người mẹ hiền sắp mất, sắp lìa bỏ cuộc đời mà vẫn không thấy. Vẫn gọi tên con trong những
mẹ đợi mong con từng giờ từng phút. Mẹ sắp lìa bỏ cuộc đời, sao con còn mãi nơi đâu. Thanh Huy, hùng húc ngõ sâu, nghe tiếng gió cầu của ân sư trầm gió cuốn bạc ngàn. Hay bóng diêm dương đang chật chờ réo gọi, để rước mẹ về với các đời. Như bóng câu đi qua không dừng lại, mẹ có lưu liên chi tuổi đã về chiều. Mẹ chỉ thương con, còn là Hà Thanh Huy, con của mẹ về đây. Hà Thanh Huy, trời ơi, con đừng lại gần mẹ con ơi. Trời ơi, thân tôi lỡ loi như thế này, làm sao mà tôi ôm được con tôi? Mặt mẹ đã lòa rồi, làm sao mà nhìn mặt nó? Trời ơi, có ai khổ hơn tôi không hả? Trời... Mẹ, trời ơi, sao mẹ ra nông nỗi này? Hà Thanh Huy. Dạ. Đã bao mùa xa vắng, con đi đâu sao không một lần về thăm mẹ? Mẹ nhớ thương con đêm đổi ngày trong... Mẹ ơi, vì thế thời trong thời buổi khó khăn, việc làm ăn con thua lỗ nên không về thăm mẹ được. Hôm nay có lẽ con về kịp lúc, kịp để nhìn mặt mẹ lần sau cuối nghiệp con. Không, mẹ phải sống với con. Từ nay con sẽ về đây để luôn săn sóc mẹ. Mẹ biết sức khỏe của mẹ mà. Hà Thanh Huy. Dạ. Con hãy nhìn xem mặt trời đã xuống đến đâu rồi hả con? Mặt trời còn cao lắm mẹ ơi, còn 3-4 sào nữa mới tới đỉnh núi lận. Lâu, con đừng nói lâu với mẹ mà. Mẹ, mặt trời sắp lặn rồi, chỉ còn lẻ loi vài tia hồng yếu ớt. Thanh Huy ơi. Dạ. Nếu nhà sư Nguyễn Tĩnh đi lấy thuốc về không kịp trước khi tắt nắng hoàng hôn thì mẹ sẽ chết. Mẹ. Chết lúc mặt trời lặn không. Mẹ ơi, nhà sư sắp đem thuốc về rồi, mẹ đang sống với con nha mẹ. Không còn kịp nữa. Mẹ. Thanh Huy ơi, tôi dạ. Đã muộn rồi. Hoàng hôn sắp tắt sao rồi. Không có đâu mẹ. Con hãy ráng nghe lời mẹ dặn dò con lúc chia phôi. Mẹ đừng nói con sợ. Con ráng ở lại đồng bọc em con, hãy dắt dìu nhau xây dựng cuộc đời cho cuộc sống mai sau. Anh Huy. Nhưng mẹ ơi, mẹ ơi, con đã về đây rồi. Mẹ gượng sống với con khờ, chớ đừng nói tiếng ly tan.
sông chốn dương trần, để con được ấm tình mẫu tử thiêng liêng. Mẹ, mẹ đừng sợ, nhà sư đã về, nhà sư đã về mẹ à. Có thật vậy không? Làm sao cho tròn đạo lý, thì dù có chết đi mẹ cũng an lòng. Lần cuối này tôi rủ mẹ con ta chia biệt cõi đời, vì thời gian không bao giờ dừng lại, mà mảng sâu con người hết rồi nỗi tiếc cũng hoài không. Kìa ánh chiều sắp tắt liễm sao lâu, như đưa tiễn mẹ vào nơi âu. Mẹ có chết mong con đừng phiền não, bởi cuộc sống có mấy ai tranh khỏi định luật sinh tồn. Mẹ ơi, mẹ cố gắng lên, sống thêm vài giây phút nữa, đừng để con lạc lõng giữa dương trần. Con cố hết sức mình, con sẽ cố hết sức mình tìm thuốc về chạy chữa cho mẹ. Mẹ con ơi, chỉ khi nào nhà sư nguyên tỉnh trở về đấy, với cổ xe độc mã thì mẹ mới mong thoát khỏi tử thần. Thời gian ơi hay chậm chậm trôi, đừng dội tắt nắng chiều tàn. Nhưng giờ đây không có tiếng vó câu của cổ xe độc mã, mà chỉ còn lại tiếng vó di du, vó như mang về hơi lạnh cõi ấm, như xe nát linh hồn cuốn vào băng giá. Nhưng dầu sao mẹ cũng còn niềm an, là gặp mi được mặt mi con trước lúc mẹ từ giá cõi đời. Mẹ ơi, nhà sư nguyên tịnh đó không bao giờ trở về với cô xe độc mã. Có thật gì không con? Thật mẹ à. Như vậy lấy giống cuối cùng đã tắt, tôi phải đành chính biệt con tôi. Thanh Huy, tại sao con biết nhà sư không trở về đây nữa? Tội lỗi này chính tay con đã gây ra nên giờ đây phải trả. Ôi luật nhân quả nhãn tiền như vậy thật sao? Thanh Huy, con nói gì mẹ không hiểu? Chính cô là tên đạo tặc đã cướp đi cổ xe độc mà. À, trời ơi, chính con đã cướp sao? Trời ơi, mô Phật, bần đạo đã về trễ rồi. Ân sư ơi, mẹ tôi vừa trút hơi thở cuối cùng, xin ân sư hãy cứu giúp. Mô Phật, lư thuốc này chỉ công dụng trị phong đơn cho người còn sống, chứ không phải thuốc cải tử hoàn sanh. Bần đạo về đây chậm bước, lão bà đã không còn nữa, người đã tắt hơi rồi, bần đạo cũng đành xuôi tay.
lão bà. Phải chi bần đảo về đây sớm hơn giây phút nữa, thì cứu được một linh hồn của người mẹ khổ đau. Trời ơi, ông sư ơi, sao người không về đây sớm hơn vài giây phút nữa? Sao người để tôi cướp đi cổ tay độc má của người? Tại sao người vẫn nhìn tôi với đôi mắt từ bi không một lời trách móc khi đứng trước một tên cường đạo? Trời ơi, tôi là đứa con mang trong tôi cướp đoạt ô xe để giết chết mẹ hiền. Tôi cũng sống chi đây cho thẹn với lòng. Mẹ ơi, mẹ ơi, đợi chờ con theo dây. Không, cái chết đấy không phải là điều giải thoát hoặc xóa sạch những lỗi lầm do người gây ra cho thế nhân trong suốt cuộc đời cường sơn đạo tập. Cái chết đấy cũng không làm sống lại một người mẹ đã từng tựa cửa ngóng trong con ra đi biển biệt không về. Dù sống để chịu khổ đau cũng phải sống để đền bù, tìm cái chết để người đời nguyền rủa, chết làm gì cho xu quê ô danh. Bởi cuộc đời có lúc nhục lúc vinh, đã gây ra thì phải sẵn sàng đón nhận. Chết không phải là trốn tránh bao nhiêu tội ác, mà phải sống để nhận hậu quả vừa qua mình đã gieo trồng. Tôi phải sống để đón nhận tất cả những gì mà ngày xưa tôi gieo giống. Giờ đây, xin ân sư hãy giúp tôi được mai táng mẹ tôi trên chùa Linh Sơn Tự. Vâng, bần đạo về trước để chuẩn bị lo mai táng cho cụ bà. Sau đó, nếu thí chủ có lòng cải tà quý chánh, thì xin cáo quân về phò Bình Định Dương lê lời. Con nguyện vâng lời chỉ dạy của ân sư. Mô Phật, bần tăng xin cáo biệt. Ai? Nhìn cánh tay này, nhà ngươi sẽ nhớ ta là ai? Vũ Trường Giang. Mi vẫn còn nhớ ta sao? Làm sao ta quên được? Mi đến đây để làm gì? Đến để cho nhà ngươi hay. Hoàng Liên Sơn đã chìm trong lửa đỏ. Toàn bộ Lâu La đã bỏ mạng với sự phản bội của phó tướng Lý An Bình. Lý An Bình đã phản bội ta sao? Hắn đã bán đứng toàn bộ anh em cho tống binh nhà Minh là Trương Phụ. Trong những ngày nhà ngươi vắng mặt, thế sao nhà ngươi còn sống sót được? Ta vì mất một cánh tay nên đã không bị vùi thấy trong lửa đỏ. Nhà ngươi đến đây để cảm ơn ta. Cảm ơn à? Vấn tội nhà ngươi thì có. Vấn tội ta? Ta tội gì? Ta thay mặt cho tất cả các quan hồn đến đây hỏi tội nhà ngươi. Trong một vai trò chủ tướng nắm vận mạng ba quân, tại sao nhà ngươi không sáng suốt chọn lựa khi giao quyền hành về một tên bất tài tham quyền cố vị? Làm chủ tướng như ngươi đáng bị xẻ thịt phanh thây. Không ngờ An Bình phản bội. Thôi chớ nhiều lời, hãy tuốt gươm ra. Ngươi đừng quên rằng người đứng trước ngươi là vua đảng cướp Hoàng Liên Sơn. Nếu buộc ta cầm gươm, thắng bại sẽ về ai mày biết rồi chứ? Có thể là ta kém nhà ngươi nhiều bậc. Vậy thì đừng ép ta phải cầm gươm. Còn phần ta, nếu ta có tội với anh em thì tự ta xử lý. Ta không tin rằng một kẻ như ngươi mà còn có tinh thần thượng võ. Gươm đây, đừng để ta phải nhiều lời. Một là nhà ngươi giết ta, hai là ta giết ngươi, để cho các quan hồn được vui vẻ. Thì đây, ta quỳ xuống đây. Ngươi cứ giết ta đi. Hỡi con người đại diện cho các quan hồn đã chết vì ta, hãy xuống gươm đi. Ta rất vui lòng nhắm mắt để ngươi làm tròn lời quỷ thác. Hãy giết ta đi. Bạc Đô Dương ơi, ta không thể nào xuống gươm hạ sát một người đang mang tang mẹ khi giọt lẽ tiếc thương còn dương trên đôi mắt thương. Ta cảm thông cho một người con đang mất mẹ hiền, lặng lội trong cuộc đời tang thương dồn dập,
suốt một đời không có một tình thương. Chủ tướng ơi, ta cầu nguyện cho các oan hồn hãy tha thứ cho ngươi. Một mất mát này đối với đời ta quá lớn, sao ta nỡ bắt người gánh chịu thêm một nỗi đau của thân xác đọa đày. Hỡi tên quân của tâm hồn cao thượng, đứng trước kẻ thù mà ngươi đã lấy tình thương cảm hóa được lòng ta, còn chút sức lực nào ta sẽ đem thân mà phò bình định Dương Lê Lợi. Vậy từ hôm nay đôi ta sẽ kết tình huynh đệ. Xin thề. Xin thề. Thôi, nhà ngươi ở nhà, để ta đưa xác mẹ ta lên chùa mai táng. Chủ tướng, tôi xin chia buồn với người. Sao lại chủ tướng? Hà huynh chứ. Dân Hà huynh. Rồi kìa, bếp lửa sau nhà còn rực lửa, giữa chiều đông như vậy, sao người lại đi đâu kìa? Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ! Nàng là ai? Ông là ai? Tôi là chủ ngôi nhà này. Hả? Ông nói chơi hay nói giỡn đó? Ông nói lại nghe coi. Tôi nói thiệt, tôi là chủ ngôi nhà này, còn cô là ai vô đây? Tôi tự giới thiệu cho ông biết, tôi là chủ ngôi nhà này. Người trong ngôi nhà này là mẹ của tôi. Ủa, nói vậy cô là em chủ tướng Hoàng Liên Sơn à? Bộ ông cũng là ăn cướp sao mà gọi anh tôi là chủ tướng? Anh ăn cướp chứ em coi vậy hiền lắm ông ơi. Phải hiền thật không đó? Nếu vậy cô là chủ ngôi nhà này rồi. Còn ông? Còn tôi chỉ tạm khi vắng mặt thôi. Chẳng hay cô nương tên gì đệ? Dạ, tôi tên là Quyên Chi. Anh về đây trước, chẳng hay anh có gặp mẹ tôi không? Quyên Chi, tôi xin chia buồn với cô. Sao? Anh nói sao? Mẹ, mẹ, mẹ của tôi đã như thế nào rồi? Bác vừa mới mất. Trời! Mẹ! Mẹ của tôi đã chết thật rồi! Sao? Ôi! Khỏi chuyện tư sanh của kiếp con người. Từ đây con không còn được nghe lời mẹ thân thương. Qua đông ơi sao mẹ rồi mẹ ơi. Cô nương, xin cô hãy bình tâm lại. Mẹ ơi, con về trễ, con không gặp được mặt mẹ. Con khổ quá mẹ ơi. Xin cô nương vơi bớt sầu thảm, dẫu sao bác cũng đã mất rồi. Còn tôi, giờ xin tạm biệt. Kìa, khoan đã, ông kia, tại sao ông đến đây làm gì? Chẳng lẽ để trông chừng nhà cho tôi sao? Xin cô đừng bận tâm tìm hiểu, giờ xin tạm biệt. Khoan đã, tôi muốn hỏi ông nhà ở đâu và tên họ là gì, để tôi ghi sâu vào lòng câu ân nghĩa. Tên tôi ví như một dòng sông dài. Tên như một dòng sông dài. Vũ Trường Giang.
trường gian. Mây che đen lưng trời, hoàng hôn đang giá biệt. Ơi thu rơi bao mùa, còn dương những ưu tư. Đường tương lai xa xôi, lạnh lùng sương tuyết phủ. Không dám đơn trao lời, ai hiểu cho chăng? Mang tên con sông dài, gặp tờ ngựa lũ lụt. Nên rơi bao nhạt nhòa, kéo ướt át con tim. Vào đi mau chung vui, khơi hồng lên bếp lửa. Ta có nhau đêm dài, không sợ bơ vơ. Xin chớ nên trao lời cho bận lòng nhau. Vũ Trường Giang ơi, người bỏ đi đâu trong lúc cơn đau? Nơi người đang là niềm đau của một cô gái đã nặng tình với kẻ giang hồ bốn bề. Người bỏ đi đâu khi ngoài kia đang đầy sương tuyết phủ, gió rét lê thê lạnh buốt cả khung trời. Bếp lửa nhà tôi đang bừng sáng lên rồi, hãy ở lại đây cùng nhau nương náu một đêm nay và tiếp nối những đêm sau. Cuộc đời người đã lắm thương đau, hãy dừng bước lại đi để những buổi đông về không còn cô đơn buốt lạnh. Cho mái tranh nghèo thêm hơi ấm, cho cánh nhạn kia không còn lạc buổi đông mà về. Còn nhiều đau xót trong lòng tôi, ơi người ơi, trót mang đời phiêu lãng. Đến nay vẫn trắng tay trong đời, sợ đêm đau buồn cho cuộc đời hồng nhan. Xin ai chớ nên chối từ. Vì sao mới gặp nhau một lần mà nàng đã? Vì tôi đã nhận ra người, người đã hy sinh một cánh tay để cứu mạng nhà sư, mà nhà sư đó chính là ân nhân của gia đình tôi. Tôi đã tự nguyện thề với người là nếu không chê chút muôn này thì xin cho thân này được kề cận báo đáp. Quyên chị ơi, tôi ngại nói tiếng yêu đương, bởi cuộc đời tôi nhiều gió sương, chỉ sợ e làm cho đời quá héo úa. Chứ tôi đâu phải lòng sắt gia đình mà không biết lung động trước tấm chân tình. Tôi đã bơ vơ khi cất tiếng chào đời, suốt một cuộc đời không được nghe một câu dịu ngọt, một bàn tay dịu hiền săn sóc lúc đớn đau. Sự khổ đau đã làm cho tôi chai đá,
Sự bạc bẽo của cuộc đời đã làm cho tôi mặc cảm với thế nhân. Nay bỗng dưng tôi được nghe một giọng nói yêu đương, như giọt nước cành dương xóa tan bao hờn tuổi trong đời. Vũ trường giang mây che đen lưng trời, hoàng hôn đang gian. Ơi thu rơi bao mùa, còn dường những ưu tư. Đường tương lai xa xôi, lạnh lùng sương tuyết phủ. Không dám tiếp trao lời, ai hiểu cho chăng. Giang ơi từ nay em sẽ mãi mãi bên anh, để giữa cuộc đời anh không còn lẻ loi cô độc. Để bếp lửa nhà ai ngày ngày nhóm lên ngọn lửa, có hai mái đầu chia hơi ấm buổi chiều đông. Nguyên Chi, Trường Giang. Giang ra coi, làm cái gì mà sáp sáp vô vậy? Nguyên Chi. Dạ. Qua bên đò Mỹ Giang, tao biểu mày đợi tao, sao mày bỏ mày về trước vậy? Hả? Làm tao tưởng mày bị cọp ăn rồi chứ. Tao ngồi tao đợi mày muốn học máu hả? Cậu tưởng con bị cọp ăn rồi, sao cậu còn ngồi đợi con chi? Thì đợi coi nó ăn hết không? Nếu mà nó ăn không hết rồi tao hốt xương mày về chôn chứ chi? Không ngờ cọp không ăn mày, mà người ta ăn mày. Dạ, dạ, thưa. Nín, tôi chưa nói chuyện tới cậu, nha. Làm việc tương ơi, bây giờ để cậu hỏi nó. Nguyên Chi. Dạ. Tại sao tao bảo mày đợi tao, mà mày đi tuốt luôn về đây vậy hả? Nghe rõ trả lời. Dạ, tại bị dạ kẹ. Ai biểu mày chung đi đâu chi cho nó kẹ hả? Tao biểu cứ ngồi đợi tao hả? Ok, tụi bay làm gì vậy hả? Làm gì rồi bộ phong vật tụi bay hả? Tao hỏi tại sao hả? Dạ, kẹt nắng quá nên con chờ không được cậu ơi. Trời đất ơi, trời, mấy bữa nay mưa muốn thúi đất mà nó nắng trời ơi. Dạ tại mưa. Tại mưa. Dạ, con quên cậu ơi. Quên mà quên cái gì? Mưa mà mày quên là nắng hả? Tại cái vụ này đây nè, còn nhớ gì nữa? Tao đứng đây một hồi đó, mày dám quên, mày tưởng tao là con nít chết tao quá. Cậu nói quá à. Đây, anh ơi, đây là cậu của em nè. Anh chào cậu của em đi. Dạ, chào cậu. Khoan đã. Tôi chưa làm việc tới cậu mà. Chưa biết lý lịch ở đâu. Sáp vô là cậu cháu ngang xương vậy. Bây giờ, tôi khuyên cậu, đừng im. Nghe hỏi rồi trả lời đây nè. Vậy cho tao hỏi mày chứ, ở đâu mà mày mò tới đây? Dạ, con đi, chứ đâu có mò cậu. Im! Ngon à, mày dám mắc lỗi tao, kể ra thì mày cũng bánh. Dạ, thưa cậu, anh tới đây. Cắm mày xé cái miệng vô nghe chưa? Dạ, cháu tới đây là để tìm câu. Ủa quên, cháu tìm chú tướng Bạch Đô Dương. Cái thằng nói nặng nghe sao lộn xộn. Dạ thật mà, anh đi tìm chủ tướng đó. Thôi dẹp mày đi, không phải tìm mày à. Trời ơi, trai gái thời buổi này, tình ái thật muốn là điên cái đầu. Nó bắt nhân tình như là cục đá 500. Thôi để nghe tao kiếm chỗ tao trùng, để đây cho tụi bay mùi. Kìa, cậu giận con rồi bỏ mẹ cháu đành sao? Cậu ở lại đi. Ở lại đây chi đây? Đứng lại! Không một ai được rời khỏi nơi đây. Thằng ăn cướp ông nội nhớ mặt con rồi. Thôi cấm đi, hỡi lão già hất răng. Ta nói cho các ngươi được biết, ta hiện nay là tướng của nhà Minh, dân lĩnh của Trương Tổng Binh đến bắt Bạc Đô Dương. Thôi im đi, cái thằng ăn cướp càng chẳng dễ gì mày bắt được tao đâu. Ở đây nếu ai cưỡng lệnh, tức là trong giới Minh triều hoàng đế. Hoàng đế của mày chứ không phải của ông nội mày. Khởi tên phản bội Hoàng Liên Sơn, phó tướng Lý An Bình. Còn không, hiện nay ta là tướng của Minh triều. Mi đã bán đứng anh em mình để đổi chức trọng quyền cao.
mi muốn bắt bạc đô dương đâu phải chuyện dễ dàng, một cánh tay ta sẽ ngăn cản việc ngươi làm. Được, ta sẽ bước qua sát kẻ nào muốn cản việc của ta. Xem đi. Chết. Chú trụ gian dạng bây giờ chạy đồng phòng. Dạ dạ, cố gắng ăn nó. Dạ, đã cháu lại cho. Ừ, coi chừng đó. Chú trụ gian dạng đồng phòng. Ta sẽ kết liễu cuộc đời một tên bán nước. Đừng có giết nó, để nó đốt mặt mày đó, cho nó mang bộ mặt bản quốc, rồi sống suốt đời mới đền được bao nhiêu tội ác. Bây giờ cũng đưa con Quy Chi tìm nơi lánh mặt, để chúng nó rồi kéo tới đây nó trả thù à, đi con. Vũ Trường Giang, tạm biệt. Thôi mà Trường Giang, Trường Vinh gì nữa, đi con ơi, lẹ đi. Chiều nay sương trắng rơi nhiều quá, có kẻ ngồi thương nhớ mẹ già. Đâu biết cuộc đời cho tôi ta túc một đêm, vì sức tôi đã tàn, hơi tôi đã kiệt rồi. Từ hôm qua tới giờ, tôi chưa có hộp cơm nào trong bụng. Tôi gian người, xin người làm ơn tới đổ cho kẻ lỡ đường. Tôi ở đây chỉ có một mình, nhà cũng không có chi đỡ già, chỉ còn ít cơm khô, nàng cứ dùng. Dạ, dạ, xin cảm ơn người. Nhưng còn phần người tôi à, tôi vẫn thường thức trắng đêm ngồi trên phiến đá này nhìn dòng nước chảy, như dòng thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, để thương để nhớ những ngày qua. Thương nhớ những ngày qua, chắc người có những ngày đã qua em đẹp lắm, nên người thường ngồi vọng tưởng về quá khứ xa xôi. Cuộc đời tôi chưa được một ngày nào gọi là êm đẹp. Còn nàng, nàng đi đâu mà lỡ đường? Thật ra, tôi cũng chẳng biết phải đi đâu. Vậy ra chuyến đi của nàng không có mục đích chăng? Mục đích của tôi à? Mục đích của tôi là tìm kiếm chồng tôi. Nhưng không biết giờ đây chàng ở nơi đâu, nên bước chân tôi cứ mãi mỏi mòn mà chưa tìm ra nơi dừng bước. Thật tội nghiệp cho nàng, kẻ đàn ông nào nhẫn tâm khôn nàng để cho vợ mình lang thang trong gió bụi. Không, không phải đâu. Thật ra không phải chồng tôi đang tâm phụ bạc hay nhẫn tâm ruồng bỏ tôi đâu, mà chỉ vì lời giao ước của đôi. Từ đó đến nay nàng có lần nào gặp được mặt chồng nàng? Thật ra tôi có gặp mặt một lần, nhưng mà tôi chẳng nhận ra. Cho đến những ngày sau tôi mới biết được rằng kẻ định tâm quỷ hoại à, nghĩ hương trinh của cuộc đời mình, kẻ đó lại chính là chồng tôi. Chuyện của nàng làm ta xúc động,
nhưng ta khuyên nàng chớ chờ đợi hoài công. Không, suốt kiếp tôi vẫn đợi vẫn chờ và phải tìm cho được chồng tôi. Ta khuyên nàng chớ hoài công kiếm tìm vô ích, vì kẻ đó không xứng đáng với nàng đâu. Dạ, cảm ơn ông vì sự giúp đỡ vừa qua, nhưng không phải vì thế mà tôi cho phép ông nói xấu chồng tôi. Giờ đây xin cáo biệt. Ta xin lỗi nàng, nếu ta giả sử chồng nàng đã mất rồi thì sao? Thì tôi sẽ là quả phụ trọn đời thủ tiết. Thật đáng khen thay một tâm hồn cao quý, nếu ngày nào nàng gặp lại chồng nàng là một phế nhân hình dung cổ quái như ta đây thì nàng nghĩ sao? Ông là người hay lá quỷ? Không, tôi cũng là người, cũng có trái tim, nhưng dung nhan tôi hiện nay chỉ là kẻ phế nhân. Nhưng tôi muốn biết tại sao ông là kẻ phế nhân. Số kiếp đọa đài đã cướp mất tuổi thanh xuân, tôi phải lẩn trốn thế nhân, muốn còn đời cô đơn. Nơi hẻo lánh thâm sơn, trái tim tôi đã cạn máu khô dòng. Hà Thanh Quý ơi, em vẫn tìm anh muôn dặm. Đã một lần gặp mặt, nhưng tại sao chẳng chịu nhẫn nhịn? Suốt cuộc đời con gái ơi, em vẫn dành tặng cho anh. Dù cho đường đời gian nẻo xa xăm, em cũng đi đến sức mòn hơi tàn. Ôi lòng ta vô cùng chua xót, nhưng biết làm sao hơn thấy được khi tình ta đã chết từ bao giờ. Còn gì đâu mà đợi mà chờ. Ta khuyên nàng hãy xóa bôi thương nhớ, kẻo phải phí hoài tuổi xuân. Dạ xin lỗi ân nhân, ban nãy vì quá bất ngờ cho nên tôi có hành động khiếm nhã như vậy. Xin ân nhân bỏ lỗi cho. Có gì đâu mà nàng xin lỗi, ta đã quen rồi không lấy gì khó chịu. Nhưng mà ông ơi, ông sống ở đây có một mình sao? Thế còn vợ con ông đâu hả? Vợ con ông đâu? Vợ của tôi vợ của tôi nàng đang tìm tôi khắp chung, chắc cũng khổ sầu chẳng kém chi tôi. Nhưng có lẽ cao xanh kia mạng số đã định rồi, nên tôi với nàng cứ ngàn trùng cách biệt. Có những khi tôi với nàng đối mặt nhau mà như hai kẻ từ hai tinh cầu xa lạ. Bởi mặt cảm kia là hố sâu biệt đã vĩnh viễn cách ngăn duyên nợ của đôi dòng. Ai sắp bài khi chia biệt với tương phùng, để khi gặp mặt nhau mà như xa lạ,
ngỡ kẻ chân trời người gốc bể tìm nhau. Trời gieo chỉ cảnh thương đau, gặp nhau ngoảnh mặt hai đường cách xa. Cuộc đời lâm nẻo phong ba, quẩn quanh nghịch cảnh cứ theo ta buộc ràng. Ôi Hà Thanh Quy, giờ này nơi đâu? Trời anh riêng em hồn thương một mình. Đường đời gian nan gió sương người không còn trên dương thế, bởi họ tên kia đã vùi chôn dưới đáy mộ lâu rồi. Giờ chỉ còn chăng là một quan hồn đang vất dưỡng lê thân tàn mã dài, trốn tránh loài người như con thu trốn nghi thở sắc. Đời còn nhiều tang thương, đã trót sanh kiếp người nên phải mang. Tìm đâu bóng thiên giang hồ, anh ơi có nghe được mấy lời em nhắn. Rằng người vẫn cô đơn, người nhớ thương đi tìm một người. Nhớ thương chi một người không còn nữa, ấp ủ làm gì giấc mộng đã tan. Hãy để nhớ thương kia như giọt sương trên cành liễu, sẽ tàn lụi dần trước ánh sáng của bình minh. Phúc đó nàng chẳng cần phải đợi đâu xa. Hả? Ông
nói sao? Ông đi là... Tôi muốn nói rằng chỉ là căn nhà bên suối vắng, nàng đi đường đã mệt, có thể vào chiếc giường cỏ kia mà ngủ. Đi đi. Còn ông? Đêm đã khuya rồi, kẻ xương thâm lạnh. Tôi nguyện làm kẻ canh chừng cho nàng, để trong mơ cầu mong nàng được gặp mặt chồng. Dạ, xin cảm ơn tấm lòng cao cả của ông. Tôi cũng cầu chúc cho ông sớm gặp được người thương nhớ. Tôi vào nghỉ nghe ông. Em tin tin dù ca hát du em bài hát sao cùng rồi hừng sáng mai đây qua giấc ngủ mềm tìm chẳng thấy tay nhau vì anh muốn xa khi biết anh chồng em thân xác tật nguyền chớ nên sầu bi người yêu vẫy tay chào em tình yêu kiếp sau hàng duyên anh không muốn xa bàn tình lòng anh không muốn bao giờ vì ta em nghĩa là vợ linh hồn anh. Mời em đó, nếu không muốn chết. Nhà ngươi làm ơn nói nhỏ dùng để cho nàng ngủ. Ngươi là ai, muốn gì? Nhìn bộ võ phục ở trên người ta, người không đoán ra sao? Một người Việt ở đầu phục nhà Minh vinh dự gì mà phe phang danh giáo? Cấm miệng lại! Ta bảo nhà ngươi đừng la lớn có nghe không? Nhà tranh dạch nát có gì đâu mà nhờ ngươi kéo về đây ăn cướp? Sinh mạng của mi mới là vô giá. Sinh mạng của ta còn tệ hơn gian nhà đó. Ta có thù oán gì với ngươi đâu mà ngươi lùng kiếm? Nói rõ hơn là ta đang cần tìm cái đầu chủ tướng Hoàng Liên Sơn Bạc Đồ Dương. Nhà ngươi không qua mắt được ta đâu. Thì ra nhà ngươi là Phó Tướng Lý An Bình. Phó Tướng Lý An Bình? Tại sao mi? Mi lạ gì khuôn mặt của ta được? Khuôn mặt giấy này là do dòng họ của nhà ngươi gây ra. Ta đến đây để tìm. Bây giờ ngươi muốn gì ở ta? Ta muốn nhà ngươi bó mình chịu tội, theo ta về gặp Trương Phụ Tổng Binh. Điều đó chắc hẳn ta không làm vừa ý ngươi được. Thì lưỡi gươm này không tha thứ cho ngươi đâu. Đối với ta thì 10 lưỡi gươm kia cũng trở thành vô nghĩa, mặc dù ta không có tấc sắt trong tay. Vậy thì ta sẽ có cách làm cho nhà ngươi quy phục. Về đi, không có cách gì mà ngươi bắt được ta đâu. Ta sẽ đánh thức cô gái này vậy, và ta sẽ cho nàng biết rằng chính mi là Hà Thanh Quy, người chồng hồn phối với nàng, và không ai khác hơn là Bạc Đô Dương chủ tướng đã một lần toàn cưỡng bức nàng trên đỉnh Hoàng Liên Sơn. Nàng kia, dậy mau! Hoàng Quang, Lý An Bình ơi, ta đây sẵn sàng chịu trói. Ngươi cứ thực hành đi, cho vừa với âm mưu đen tôi. Tốt lắm, ngươi hãy đưa tay cho ta trói. Ta không ngờ một tên chủ tướng như Bạc Đô Dương mà lại giải khờ và si tình như vậy. Ngươi vừa nói gì? Ta sẽ bắt ngươi đem về lãnh thưởng. Thêm một bạch lạc hương, ta sẽ thêm lắm bạc nha. Tên vô nhân hèn hạ, còn chút hơi tàn, ta quỷ sống chết với ngươi. Chết! Hả? Cả quân, xả tiễn! Ta đã bị phục binh! Bạc Tổ Dương, cuối cùng thì ta và ngươi cùng chung một số phận như nhau. Bạc Đô Dương, người là Bạc Đô Dương. Ân nhân có sao không? Chị Lan Hương, chị vẫn bình yên chứ? Kìa, Hà Thanh Quy. Lê Sơn, em nói sao? Đây là chủ tướng Hoàng Liên Sơn, Bạc Đô Dương,
mà còn có tên là Hà Thanh Quy. Đó là người chồng hứa hôn với chị. Trời ơi! Nhưng tại sao? Tại sao em lại giết anh ấy? Lê Sơn! Em không cố tình, vì đêm tối hai người đánh nhau nên Quân không nhìn rõ được. Chị hãy tha thứ cho em. Thanh Quy! Thanh Quy! Không! Anh không thể chết được. Anh ơi! Hãy tỉnh dậy đi anh ơi! Em đang gọi anh! Anh có nghe không? Anh có nghe không? Tiếng của những quan hồn đang reo gọi ta không? Không, không, em là Lan Hương, người vợ hứa hôn với anh đây. Hãy tỉnh lại anh ơi. Lan Hương, ai bảo với nàng? Không, không, ta chỉ là, ta chỉ là Thanh Quy. Trời ơi, tôi biết nói sao cho cánh biệt ly âm dương, tôi ngã tan nát lòng tôi, vừa gặp lại nhau mừng vui chưa tròn sao anh đỡ bỏ. Từ đây cam chia ly cho người yêu anh không đau thương, duyên nợ không thành thì một mình em sống đau thương trong túi hận âm thầm. Đây là mũi tên quan nghiệt mà anh phải lăn để đền bù tội ác đã gây ra. Lê Sơn, tôi không hờn giận gì cậu đâu. Còn Vũ Trường Giang, một cánh tay mất suốt đời, không bao giờ tìm lại được. Vậy hỡi các người thân yêu của tôi ơi, nếu thương tôi thì xin nhớ những lời này. Trước phút lìa trần, để theo gót mẹ hiền vào cõi hư vô, tôi ao ước một điều, được cỗ xe độc mã ngày nào và nghe được một hồi kinh. Thank you.